Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hiến pháp Nhật Bản đã cấm nước này xuất khẩu vũ khí, phương tiện quốc phòng suốt hàng chục mấy năm trời, mãi đến tận năm 2014 mới dần nới lỏng. Điều này đã kìm hãm khá nhiều năng lực sản xuất và xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản. Bằng chứng rõ nhất là nước này đã thất bại trước Pháp trong cuộc đua giành quyền cung cấp tàu ngầm cho Úc, hay để Tây Ban Nha giành được hợp đồng cung cấp radar cho Thái Lan. Tuy nhiên, nói về chất lượng vũ khí thì Nhật Bản lại được biết đến là cái nôi khai sinh ra rất nhiều công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới, thậm chí không để kém cạnh các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga. Do đó, muốn chơi được đồ Nhật Bản, anh phải là một bậc đại gia chịu chơi đấy, không hề đơn giản đâu. Ấy vậy mà lại có thông tin rằng Nhật Bản muốn bán tàu chiến với công nghệ cực phẩm của họ cho Việt Nam chúng ta đấy các bạn ạ. Mà nói về mức đầu tư cho vũ khí, chúng ta tuy là khá có tiếng tăm trong khu vực, nhưng ra biển lớn thì quả thực là vẫn còn nhiều hạn hẹp. Trung Quốc biết vậy nên càng tỏ ra bức xúc, đứng ngồi không yên với kế hoạch này của đất nước mặt trời mọc. Vậy thì tại sao Nhật Bản lại lựa chọn Việt Nam, chúng ta là khách hàng của họ nhỉ? Và liệu rằng Việt Nam có đủ ngân sách để mà tham gia vào thương vụ này hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, theo bài báo được đăng tải trên tạp chí quốc phòng GM, tập đoàn Mitsui & Co. và bộ phận hàng hải của công ty T7 Global với một tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Malaysia đã ký một thỏa thuận hợp tác đóng tàu cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thỏa thuận này đã ký vào cuối tháng 8 năm 2020 và được công bố sau đó không lâu. Đầu tháng 9 nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng tăng của Nhật Bản trong công cuộc khám phá các cơ hội xuất khẩu quốc phòng ở khu vực Đông Nam Á trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Bursa Malaysia T7 Global cho biết. Phiên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi T7 Metrin, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó và tập trung vào việc hợp tác với Mitsui trong nhiều hoạt động khác nhau và khám phá các cơ hội kinh doanh mới để cung cấp tàu cho Hải quân Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam. Theo biên bản ghi nhớ, hai công ty sẽ tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của nhau trong việc khám phá các cơ hội đóng tàu tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh mới tại quốc gia Đông Nam Á. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong 3 năm, có tùy chọn gia hạn. Ngoài ra, biên bản ghi nhớ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về việc hợp tác kinh doanh của các công ty tại Việt Nam. Được biết, Mitsui & Co. là một trong những công ty đóng tàu hải quân lớn nhất ở Nhật Bản. Kinh nghiệm và năng lực của công ty này bao gồm việc đóng các tàu khu trục, tàu khảo sát, tàu tuần tra và bến tàu đổ bộ cho lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Điển hình cho lịch sử, công ty này đã từng đóng thành công 6 tàu khu trục hộ tống lớp Aprodoma cho lực lượng phòng vệ mặt biển Nhật Bản trong giai đoạn 1988-1991. Các tàu này có kích cỡ 2.000 đến 2.500 tấn, dài 109 mét, thủy thủ đoàn 120 người, vũ khí có tên lửa chống hạm và pháo, đặc biệt là 3 chiếc tàu đổ bộ lớp Osumi cho lực lượng phòng vệ mặt biển Nhật Bản. Chiếc tàu này mang dáng dấp của tàu sân bay hạng nhẹ với cấu trúc thượng tầng mạn phải của đường băng lớn, cho phép vận hành nhiều máy bay trực thăng. Tàu có lượng giãn nước toàn tải 14.000 tấn, dài 178 mét, chở được 8 trực thăng, 10 xe tăng và từ 300 đến 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến. Như vậy, nếu kế hoạch này diễn ra suôn sẻ thì rõ ràng sẽ là một cơ hội sáng sủa cho Hải quân Việt Nam được tiếp cận và nâng cao năng lực nhờ vào những công nghệ đóng tàu của Nhật Bản, uy lực tầm cỡ hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, là hẳn Nhật Bản thừa hiểu việc làm này của mình chắc chắn sẽ gây kinh động đến một ông lớn khác cũng nằm ở châu Á. Đó không ai khác chính là Trung Quốc. Quốc gia hiện nay có thể xem là rất khó chiều chuộng chung sống thuận hòa với các nước láng giềng, trong đó có cả Việt Nam và Nhật Bản. Bởi hành động bán tàu chiến cho Việt Nam, chẳng khác nào Nhật Bản muốn tuyên bố rằng Tokyo đang đứng về phía Việt Nam và các nước nhỏ nói chung trong ván bài với Trung Quốc ở Biển Đông. Chưa nói tới việc tiếp sức cho đối thủ của Bắc Kinh trên mặt trận biển. Ngay cả bản thân Nhật Bản khi tổ chức các cuộc tập trận cho đội tàu chiến của nước này tại khu vực Biển Đông cũng đã bị Trung Quốc gay gắt phản đối vì cho rằng hành động đó là không có lợi cho an ninh và ổn định của khu vực.
chưa cần biết về tập trận của Nhật Bản gây ảnh hưởng như thế nào đến an ninh khu vực Biển Đông. Nhưng nghe qua thôi thì đã thấy Trung Quốc vô lý trước rồi. Biển Đông có phải của anh đâu mà anh lại đòi gây gắt phản đối người ta. Trong khi đó thì chính anh mới là người thường xuyên bị dư luận quốc tế lên án vì những hành vi coi luật quốc tế biển bằng vung, khiến cho khu vực Biển Đông những năm qua luôn không ngừng dậy sóng căng thẳng. Song Nhật Bản cũng không hề có ý định che đậy, giấu giếm sự ủng hộ của mình dành cho Việt Nam cũng như các nước nhỏ khác trong vấn đề Biển Đông. Bởi trên thực tế, trước khi lên kế hoạch bán tàu chiến cho Hải quân Việt Nam thì giữa Việt Nam và Nhật Bản những năm gần đây cũng đã tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc phòng rồi. Trong bối cảnh mà Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông một cách phi pháp, ngang ngược, Nhật Bản nổi lên như là một người bạn tốt nhất và mạnh mẽ nhất của Việt Nam ở châu Á. Đối với Việt Nam thì đó là cách để chúng ta áp dụng chiến lược cân bằng mềm nhằm đối phó với Trung Quốc. Còn đối với Nhật Bản, Việt Nam chính là mỏ neo tại khu vực Đông Nam Á để nước này tiến đà vào con đường tự chủ hơn trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Có thể kể tới những lần ủng hộ giúp đỡ quý giá của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong những năm qua như sau. Năm 2014, ngay gần 2 tuần sau vụ ngừng hoạt động giàn khoan dầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, Nhật Bản đã chuyển giao cho Việt Nam 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng, có trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 9 năm 2015, Việt Nam và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận riêng tạo nền tảng cho việc Tokyo bán thêm tàu hải quân cho Việt Nam trong tương lai. Cả hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng và an ninh bằng một thỏa thuận trị giá 350 triệu đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2017 để nâng cấp các tàu tuần duyên và khả năng tuần tra của Việt Nam, với chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp liên quan đến Bắc Kinh ở Biển Đông. Thủ tướng Abe và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng việc Tokyo chuyển giao công nghệ và vật liệu hàng hải Hà Nội nhằm tăng cường một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Vào tháng 9 năm 2018, tàu ngầm Kuroshio của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cập bến cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam khi thực hiện cuộc diễn tập tàu ngầm đầu tiên ở Biển Đông. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, cho thấy ý định hợp tác quốc phòng lâu dài bền bỉ của Tokyo với Hà Nội, đặc biệt là cho thấy thái độ coi trọng của hai nước dành cho nhau. Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược trong chính sách đối ngoại đa hướng, và Nhật Bản coi Hà Nội là nút quan trọng trong việc tham gia nhiều hơn vào Đông Nam Á. Hai năm trở lại đây, Nhật Bản tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực trong việc giúp Hải quân Việt Nam nâng cấp năng lực của mình. Vào tháng 3 năm 2020, Nhật Bản đã đồng ý chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự cho Việt Nam. 4 tháng sau đó, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã ký một thỏa thuận cho vay với chính phủ Việt Nam để cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra bảo vệ bờ biển trị giá 345 triệu đô la Mỹ. Dự án là hợp đồng tàu tuần tra hàng hải đầu tiên giữa Tokyo và Hà Nội được Thủ tướng Abe cam kết vào năm 2016 và sẽ cung cấp tài chính cho cảnh sát biển Việt Nam để mua sắm tàu, hỗ trợ cải thiện hoạt động cứu nạn hàng hải và thực thi pháp luật hàng hải. Trong chuyến thăm tháng 10 năm 2020, Nhật Bản còn hứa về nguyên tắc sẽ chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng Việt Nam, bao gồm cả máy bay tuần tra và radar. Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực an ninh của cả hai nước, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực giám sát của Việt Nam, và điều này cũng có lợi cho Nhật Bản. Kể từ khi lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2014, họ đã tìm cách thúc đẩy sản xuất vũ khí quân sự và hải quân bản địa ra thị trường nước ngoài do thị trường nội địa nhỏ. Một lực đẩy được nêu rõ trong sách trắng quốc phòng năm 2000. Các bạn thân mến, cốt lõi của việc Nhật Bản gia tăng hiện diện ở Biển Đông cũng như các hành động hỗ trợ cho Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác là nhằm làm giảm áp lực của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Nhật Bản thường hiểu rằng nếu để Trung Quốc đạt được mục đích ở Biển Đông thì nghiễm nhiên sẽ tạo luôn cơ hội cho nước này tập trung dùng toàn lực để giành lợi thế ở Hoa Đông. Do vậy, để ngăn cản Trung Quốc ở Hoa Đông thì việc khiến Trung Quốc xa lầy ở Biển Đông là một chiến lược không tồi mà Nhật Bản có thể hành động. Vậy với kế hoạch mà Nhật Bản đặt ra dành cho Việt Nam thì các bạn khán giả có ý kiến như thế nào? Theo các bạn, về được trang bị những tàu chiến công nghệ hiện đại của một trong những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Còn video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy cho Tim Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của Tim Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 3 bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.